Có chuyện gì con Sáu? Con lúa nhà anh chị á bị người ta giết chết, quăng ở ngoài bờ sông kìa. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, bà ơi, trời con ơi. Lúa nhà mình. Trời. Đi ông ơi. Lúa à, tại sao con đi bỏ tía má đi vậy? Má chưa kịp làm đồ ăn ngon cho con nữa, tại sao con nỡ bỏ má đi như vậy? Thôi, bây giờ mình đem nó về, mình chôn cất nó đàng hoàng, tử tế nghe bà. Đây ông hai. Ông hai. Ông là ai? Ta là thần cai quản núi Linh Sơn. Cách đây một tuần trăng, ta giao chiến với mãng xà nên ta đã bị thương, buộc phải mượn xác hóa thân thành một chú chó và chạy trốn tới đây. May mắn thay, ta được vợ chồng ngươi nhiệt tình cứu giúp nên đã bảo toàn tính mạng. Vì vậy ngươi cũng đừng đau buồn quá trước cái chết của con chó. Đó chỉ là thân xác ta mượn tạm để trú thôi. Hôm nay ta đã hồi phục công lực nên sẽ trở về rừng. Trước khi đi, ta muốn cảm ơn ngươi một lần nữa nên ta sẽ tặng cho ngươi một món quà. Sáng mai ngươi hãy ra chỗ chôn con chó. Nơi đó ngươi sẽ thấy một cây to. Hãy lấy thân cây đó làm cái chài giả gạo. Sẽ có điều kỳ diệu xảy ra với vợ chồng ngươi. Hả? Huh?